Xin chào tất cả các anh em nha, video hướng dẫn tất cả anh em xem chương trình này tốc cần nhận được tốc cần ran như thế anh em. Một tốc cần này đã lấy trên sàn Juni trước swap chạy trên nền tảng của Gichon như thế anh em. Để tham gia dán tất cả anh em click phần link mô tả, mình mở Telegram ra bấm nút start để chat chatbot nè. Sau khi tất cả anh em bấm nút start rồi anh em bấm tiếp tục nút ta nè. Rồi nhiệm vụ tạo hai kênh, một kênh trailer và một kênh group follow theo word. Rồi để mình làm nhiệm vụ với tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào phanh chờ nó lót một chút xíu, trong quét chút xíu nha tất cả anh em. Video này mình cái máy của mình nó mạnh máy lắm tất cả anh em, càng làm nhiều video nó còn lắc lắc mạnh. Anh em follow theo dõi bấm chuông luôn nha tất cả anh em trong lúc trên. Rồi tất cả anh em like nó một bài hai bài đi. Ồ nó cơ nguồn ai gấp lạnh Lara nữa tất cả anh em. Chắc kèo gấp này mình thấy uy tín à, ngon à. Rồi anh em ta quyết cho nó bài dự án của mình đi nha tất cả anh em. Rồi anh em cho tiếp nó hai một kênh group nữa anh em. Rồi sau khi nó lên xong anh em bắt rep lần không đủ nhiệm vụ của nó không trả tôi cần mình đâu. Rồi anh em bấm vào một tên nha tất cả anh em. Đọc mạnh mạnh. Đây. Rồi anh em điền lại cho nó một cái username Telegram của mình nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em bấm vào anh em vào setting copy username Telegram của mình á. A cộng mà để thăng chút xíu nữa là đi rồi đấy các em nè. Anh em nhớ điền cho chính xác các anh em. Cái bot vẫn hỏi tất cả anh em ơi. Chắc nó kêu gỡ username theo word chứ gì đâu. Anh em tiếp tục y gan nha anh em, username theo word nữa. UBNNH9 24689. Rồi anh em gửi cho nó anh em. Submit you username Telegram, gửi cho nó cái username Telegram đó. Rồi anh em gửi tiếp nữa. Địa chỉ cho link của mình ra, thấy copy cái địa chỉ cho link TDS của mình nha tất cả các anh em chờ chút nha. Mở địa chỉ ra coi. Copy nha tất cả các anh em. Hai ngày nay chưa có tôi cần là vậy tất cả các anh em. Rồi. Anh em copy xong địa chỉ TDS anh em bắt là mở cái địa chỉ mở ra tất cả các anh em. Mở cái Telegram mình ra là anh em bắt vào nè. Dự án này khá là dễ đó. Rồi anh em gửi cho bot nha các anh em. Rồi đây là cái link ghép của mình nha các anh em. N500. Cái dự án này nó là mỗi một người nhận là tất cả anh em tuyển được 500 cái phơi là hết nha tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào một phang quýt gao rồi thứ nó có yêu cầu giống các anh em. Rồi anh em cái link này mình có dịch ra mình có để dưới phần link mô tả đó nha anh em. Minimum là 40 TDS, thanh toán vào ngày Bitcoin Green 30D. Vậy bây giờ mình kết thúc các bạn cái này mình có để dưới phần link mô tả, các bạn vào đọc nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn, vào những video clip tiếp theo thì mình nha.